Anh Hùng là một kẻ quan tưởng chính trị bị các nhà dân chủ kích động xúi giục thực hiện một chuỗi hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, do đối tượng này được xác định là bị bệnh tâm thần hoang tưởng vào ngày 4 tháng 5 năm 2010, Công an tỉnh Quảng Trị đưa đối tượng này vào bệnh viện tâm thần Đà Nẵng để điều trị bắt buộc. Đến tháng 8 năm 2010 thì chữa trị xong. Tuy nhiên, chứng bệnh này của Lê Anh Hùng có lẽ cần được tiếp tục điều trị khi y vẫn tuyên truyền những nội dung sai sự thật, nhưng thứ do sự ảo tưởng của kẻ tâm thần này bịa đặt ra. Vào năm 2012, Lê Anh Hùng Lê đã tự mình viết đơn tố cáo nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải với những nội dung không chính xác, xúc phạm danh dự của những vị lãnh đạo này. Chính từ đó, sự ảo tưởng đến tâm thần của Lê Anh Hùng được bộc lộ rõ qua từng lời nói, từng hành động của mình. Lê Anh Hùng đã tâng bốc cô vợ của mình Lê Thị Phương Anh như là một nhân vật kiệt xuất mà tất cả các lãnh đạo nước Việt Nam thời bấy giờ đều muốn nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, bản chất của Lê Thị Phương Anh đã bị cơ quan điều tra bóc mẽ. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét xử Lê Thị Phương Anh vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Tại cơ quan điều tra, cô vợ của Hùng là Lê Thị Phương Anh đã khai nhận toàn bộ nội dung nhật ký này là do Lê Anh Hùng bịa đặt và cung cấp thêm thông tin. Từ cuối năm 2005, bà Lê Thị Niệm, mẹ của Hùng, đã đưa Hùng đi khám ở khoa tâm thần bệnh viện Bạch Mai. Biết Hùng bị bệnh tâm thần hoang tưởng, đã mua thuốc điều trị nhưng Hùng không uống, và chính Phương Anh cũng đã làm đơn đề nghị giám định tâm thần cho chồng. Do sự ảo tưởng nặng nề kèm theo đó là lời cổ vũ kích động của các nhà dân chủ, vì vậy Lê Anh Hùng liên tục gửi đơn tố cáo với nội dung sai sự thật đến nhiều cá nhân, nhiều cơ quan. Nội dung của đơn tố cáo Lê Anh Hùng gửi đi đã được Bộ Công an kiểm tra, xác minh và kết luận nội dung trong đơn tố cáo là không đúng sự thật. Chính bản thân người đi tố cáo là Lê Anh Hùng cũng không đưa ra được bất cứ tài liệu chứng cứ nào để chứng minh cho những nội dung tố cáo của mình. Tất cả chỉ vỏn vẹn là những bản cam kết do Hùng và vợ viết ra. Những thứ này sẽ chẳng có giá trị pháp lý nào nếu nói là không phải là tài liệu chứng cứ để kiểm chứng. Những hành động tố cáo sai sự thật, vu khống người khác của Lê Anh Hùng đã vi phạm quy định của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, sẽ chẳng có cơ quan nhà nước hay quốc gia nào đi truy cứu trách nhiệm hình sự một kẻ tâm thần. Vì vậy, Lê Anh Hùng vẫn nhẫn nhơ bên ngoài xã hội, vẫn tiếp tục tuyên truyền và gửi đơn tố cáo do mình ảo tưởng bịa đặt ra. Những đối tượng như Lê Anh Hùng cần phải đưa vào cơ sở chữa trị bắt buộc, cần có những chứng nhận đã chữa trị xong và phải theo dõi nghiêm ngặt những kẻ tâm thần như thế này. Nếu tái phát bệnh thì cần đưa ngay vào trại để tiếp tục điều trị.